Rất vui được chào đón các bạn đến với kênh Bếp Việt. Đây là món thạch rau câu hình trái tim mình vừa mới làm xong. Món thạch này dùng để làm topping trà sữa hoặc làm topping cho các món chè cũng đều rất ngon. Cách làm thạch rau câu hình trái tim rất đơn giản, tạo hình viên thạch cực kỳ đẹp mà lại không mất quá nhiều thời gian. Màu sắc của viên thạch đẹp tự nhiên, hương vị thanh mát dịu nhẹ. Bây giờ mình đi làm phần thạch rau câu nha. Mình dùng 6g bột rau câu con cá dẻo 3D của Hiệp Long, 2g bột rau câu giòn hiệu con cá vàng của Thái Lan để tăng độ giòn cho viên rau câu. Nếu không có bột rau câu giòn thì dùng 8g bột rau câu dẻo, 160g đường cát trắng, có thể dùng đường phèn để thay thế. Các bạn có thể điều chỉnh tăng giảm lượng đường tùy theo khẩu vị. Mình đem bột rau câu trộn với đường trước để khi đem pha với nước thì bột rau câu dễ tan hơn, không bị đóng cục lợn cợn. Thêm 750ml nước rồi khuấy đều cho đường với bột rau câu tan ra hết luôn. Mình cho nước vào từ từ thôi nhé. Nếu các bạn sử dụng sirup để tạo màu thì giảm lượng đường lại, dùng khoảng từ 90 đến 100g. Hôm nay mình dùng màu tự nhiên nên dùng lượng đường như vậy là mình thấy độ ngọt vừa đủ rồi. Để ngâm 30 phút cho rau câu nở ra và ngậm đủ nước. Trong thời gian này mình đi chuẩn bị khuôn để đổ rau câu. Hôm nay mình làm 3 màu thạch nên sẽ sử dụng 3 chiếc khuôn hình trái tim này để làm. Khuôn này đổ được 300ml nước rau câu. Mỗi khuôn làm được 35 viên rau câu nhé cả nhà. Mình dùng 3 chiếc khuôn này để đổ 3 màu thạch. Về phần nước để tạo màu cho rau câu, mình lấy 30g lá cẩm hồng, đun sôi 300ml nước, cho lá cẩm vào để nấu với mức lửa nhỏ, thời gian nấu là 15 phút. Nấu xong mình chắc lấy 35ml nước lá cẩm để chút nữa làm phần thạch rau câu màu hồng. Màu vàng lấy từ quả dành dành, mình sử dụng 5g quả dành dành, đem rửa sạch, đập dập thêm 60ml nước sôi. Để ngâm với thời gian từ 10 đến 15 phút, ngâm xong mình chắt lấy khoảng 40ml nước màu vàng. Mình lấy 40ml nước cốt lá dứa hay còn gọi là lá nếp để làm phần thạch rau câu màu xanh. Mình đem rau câu đi nấu với mức lửa trung bình. Các bạn nhớ khuấy đều tay liên tục để tránh cho rau câu bị đóng cục cháy dưới đáy nồi. Nước rau câu sôi thì hạ lửa nhỏ nấu thêm 3 đến 5 phút để rau câu chín hoàn toàn. Khi làm xong, thành phẩm rau câu khô ráo không bị chảy nước. Thấy nước rau câu chuyển trong như vậy là rau câu đã chín rồi. Mình làm 3 màu rau câu nên sẽ chia nước rau câu ra làm 3 phần bằng nhau. Mỗi màu là 280ml nước rau câu. Thêm vào 35ml nước lá cẩm hồng để tạo thạch rau câu màu hồng. Khuấy đều cho màu hòa tan cùng với nước rau câu. Đổ nước rau câu gần đầy khuôn. Thay đổi màu thạch tùy theo ý thích, điều chỉnh màu đậm nhạt thì tăng hoặc giảm lượng màu. Lấy nắp đậy lại, đè chặt hai mặt khuôn trên dưới để cho viên thạch định hình theo khuôn hình trái tim. Mình thấy nước rau câu dư ra nó sẽ chảy tràn lên trên mặt nắp. Khi mà thạch đông lại, viên rau câu nó sẽ tạo hình theo cái khuôn mình dùng để đổ. Còn nếu đổ nước rau câu hơi ít, khi đậy lắp lại lượng nước rau câu không đủ để làm đầy khuôn thì viên rau câu sẽ không tạo hình được hai mặt trái tim mà chỉ được có một mặt phía bên dưới này thôi. Rồi bây giờ mình lấy một ly nước đặt lên phía bên trên nắp này để giữ khuôn định hình viên rau câu. Còn ly bên này mình dùng 40ml nước quả dành dành để tạo màu cho phần thạch rau câu màu vàng. Màu xanh lá dứa mình cũng làm tương tự nha. Đợi cho thạch rau câu nguội hẳn là ăn được rồi, hoặc đem để ngăn mát tủ lạnh 2 tiếng trước khi dùng để thạch đông lại hoàn toàn. Để ngăn mát rau câu nhanh đông, ăn cũng giòn dẻo ngon hơn. Chỗ rau câu bị tràn ra ngoài nắp này các bạn đừng bỏ đi. Mình gỡ ra đem cắt sợi, bỏ vào ăn cùng với thạch rau câu viên, dùng giống như thạch rau câu sợi. Còn đây là thành phẩm thạch rau câu hình trái tim đây cả nhà. Viên rau câu hình trái tim được làm từ màu tự nhiên rất đẹp. Mình dùng chiếc thìa nhỏ này, rồi lấy thạch từ từ ra khỏi khuôn. Viên thạch hình trái tim cực kỳ dễ thương luôn. Viên thạch rau câu vừa thơm lại dẻo mềm giòn dai. Topping trân châu làm từ bột báng, có thể mix màu thạch rau câu và màu trân châu tùy theo ý thích.
Thêm trà thái đỏ, trà thái xanh hoặc sữa tươi. Hạt rau câu hình trái tim này các bạn dùng làm topping cho các món chè cũng rất ngon. Công thức nguyên liệu mình để ở phía bên dưới video để cả nhà mình cùng tham khảo. Chúc cả nhà thành công với cách làm thạch rau câu hình trái tim cực kỳ đẹp mắt, siêu dễ thương này. Các bạn hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ kênh Bếp Việt. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video mới sớm nhất.